Mến chào quý vị và các bạn đang theo dõi video của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Ở trong video ngày hôm nay, Dũng test một bộ âm thanh chuyên nghiệp bao gồm cặp loa BN Dub của Anh và chiếc âm ly Denon của Nhật và một chiếc đầu giải mã DC nhạc chất lượng cao. Xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng nghe một đoạn nhạc, sau đó Tiến Dũng sẽ giới thiệu chi tiết về các sản phẩm này. Tình sâu khi ta xót xa vì một người đi không chờ ai, trong bao lòng ta thương nhớ, tìm được gì khi ta đã mất, dĩ vãng mãi xa tầm tay vì một người xa đi cuối. Cho một người ngồi đây nhớ thương khi bên nhau sợ con xa từ, sợ một ngày ta sẽ mất nhau mà cuộc đời làm sao ta đoán được, nhắm mắt xuôi tay tìm xa. Đó là âm thanh của bộ ba thiết bị rất tuyệt vời do Tiến Dũng phối ghép. Chiếc đầu giải mã DC Fio K7. Đây là một chiếc đầu giải mã DC nhạc chất lượng cao 32 bit. Quý vị và các bạn có thể kết nối thiết bị này với TV thông qua cổng optical, với điện thoại hoặc iPad hoặc máy tính thông qua cáp OTG giống như đây Tiến Dũng đang sử dụng. Nghe nhạc chất lượng cao trực tiếp từ các ứng dụng như là Apple Music, Spotify hoặc Zing MP3. Với chiếc này giải mã DC Kimbre, chúng ta có thể xuất tín hiệu ra ở phía mặt sau. Ngoài ra thì máy có thể xuất nhận vào tín hiệu dạng audio analog, sử dụng máy như là một chiếc pre, giúp cho âm thanh của các đầu CD lung linh hơn khi kết nối qua cổng này. Và khi chúng ta muốn kết nối với TV Internet thông qua cổng optical thì nhấn nút này, nhảy sang TV Optical. Đây là âm thanh từ TV Internet. Thiết bị này giải mã DAC 32 bit, chúng ta gọi là đầu DAC. Chiếc này đạt chuẩn Hi-Res Audio và được kết hợp mạch THX nhạc chất lượng cao. Mức giá của chiếc này là 5.900.000, hàng chính hãng, bảo hành chính hãng 12 tháng, lỗi 1 đổi 1. Quý vị và các bạn sẽ nhận sản phẩm này với tình trạng nguyên siêu, nguyên hộp giống như thế này, bảo hành chính hãng 12 tháng. Quà tặng cho đợt hàng này đó là một bộ dây AV Pro N của Ý trị giá 450.000 và một bộ dây optical để chúng ta có thể kết nối với TV và kết nối với dàn âm thanh. 5.900.000 cho Fio K7. Quý vị và các bạn có thể liên hệ với Tiến Dũng theo một trong hai số điện thoại trên màn hình để sở hữu sản phẩm này. Quý vị cũng có thể truy cập trang web chính thức tiendungaudio.com để xem thêm rất nhiều các sản phẩm audio. Ngoài ra thì shop Tiến Dũng Audio Sài Gòn phục vụ các dòng dây dẫn Pro N hàng của Ý. Tiến Dũng đã thi công lên các dây rắc là dây loa, rắc bắp chuối, mỏ chim càng cua, mỗi bên 2,5m, mức giá 800.000. Và những dây AV Pro N của Ý, chất lượng âm thanh rất tốt, với mức giá 500.000 một cặp, chiều dài 1m. Phía dưới này là chiếc âm ly Denon model 1500R25 mã. Chiếc này sử dụng 4 sò MOSFET công nghệ Ultra High MOS độc quyền của Denon.
Mức giá của Denon 1500R hai la mã là 12 triệu bản màu đen và 13 triệu bản màu vàng. Phía trên này là một chiếc có cấu hình tương tự, đó là Denon PMA 1500R. Chiếc này có mức giá chỉ 10 triệu 500 ngàn. Mức giá rất tốt tại thời điểm này. Hai mẫu này có cấu hình giống nhau, điện 100V công suất nguồn 250W, máy sử dụng 4 sò 1 phép. Chúng ta có thể chơi được hai cặp loa 8 ôm cùng lúc. Phía trên đây là cặp loa mà chúng ta vừa nghe, đó là mẫu loa B&W, anh em thường gọi là BVK. BVK601S3. S601S3 là một dòng loa búp xèo cao cấp của thương hiệu B&W đến từ Anh Quốc. Mẫu loa này sử dụng một loa bass loại 18cm và phía trên là một loa chép đôm. Đặc biệt củ loa chép này có kích thước rất lớn. Chúng ta thấy vóc dáng của mẫu loa này khá nhỏ gọn, tuy nhiên nó lại cho một cái âm thanh rất nội lực. Đây là giao diện phía mặt sau. Chúng ta có thể chơi loa BY, tức là chơi loa hai cầu, hoặc chơi loa full range giống như Tiến Dũng đang sử dụng ở đây. B&W hàng của Anh Quốc. B&W601S3 trở kháng 8 ohm, công suất là 100W trên một thùng. Series liền kề đúng cặp. Mức giá của cặp loa này là 11 triệu. Tiến Dũng sẽ bao luôn phí vận chuyển khi quý vị và các bạn thanh toán đủ tiền trước một lượt. Các hình thức đặt cọc, anh em có thể đặt cọc trước 15%, nhận hàng, kiểm hàng xong thanh toán nốt số tiền còn lại. Với hình thức đặt cọc thu hộ tiền COD thì quý vị và các bạn sẽ tự chi trả phí vận chuyển. Phí vận chuyển của cặp loa này đi các tỉnh khoảng 200.000. Đây là các e-căng, đầy đủ e-căng và logo rất mới, hàng tuyển chọn trực tiếp từ Trái Tây về đây. Đây là thùng loa bên đây. Cặp loa tuyệt đẹp. Phía mặt trước là nhựa định hình, giúp cho âm thanh dịu dàng. Lỗ thông hơi phía mặt trước. Simili màu đen, có vân gỗ. Các cầu loa còn sáng quắc. 11 triệu cho cặp loa B&W model 603S3. Xin lỗi quý vị, 601S3. Phía bên đây Tiến Dũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn hai cặp loa có cấu hình tương tự, đó là 601 B&W 601 hai bản màu đen và màu vàng, có âm thanh và công suất cũng như cấu hình hoàn toàn giống nhau. Một bát 18cm và một loa chép đôm. Hai cặp này về chung chuyến này với tình trạng rất đẹp. Đây là các dòng loa Buxel cao cấp của thương hiệu B&W, được sản xuất từ Anh Quốc, Made in England. Series trùng số đúng cặp. Công suất là 100W, trở kháng 8 ohm. Mẫu loa B&W 601 bản màu vàng, mức giá là 9 triệu 800 ngàn. Và bản màu đen, mức giá là 9 triệu. Ba cặp loa này quý vị và các bạn có thể trang bị cho các không gian gia đình mình, phòng khách, phòng ngủ, phòng ăn hay phòng làm việc, với các không gian tầm 40m2 đổ lại, chúng ta nghe nhạc rất thoải mái. Lưu ý với quý vị và các bạn, chúng ta không nên sử dụng mẫu loa này để hát karaoke, nó không an toàn, nó rất dễ bị hư loa chép. Phía dưới này là hai chiếc âm ly Denon nữa mà Tiến Dũng muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn trong video này. Đó là Denon PMA 1500AE. Đây cũng là đối tác rất tuyệt vời cho mẫu loa B&W 601. 4 sò 1 phép, công nghệ Ultra High Mode, điện 100V, công suất nguồn là 250W. Mức giá của chiếc này là 11 triệu. Phía dưới này là một phiên bản cao cấp hơn của dòng 1500, đó là 1500SE. Điện 100V, công suất nguồn 295W, 4 sò 1 phép. Mức giá của chiếc này là 15 triệu. Với ba dòng âm ly 1500 này, chúng ta rất dễ để phối ghép loa. Các dòng loa từ bass 30cm đổ lại đều chơi rất tốt. Đặc trị các dòng loa bền đúc, các dòng loa bow, các dòng loa Shure cũng như JBL và Baunier. Các sản phẩm hàng second hand, hàng bãi Tiến Dũng à, bao zin, bao đúng xuất xứ, hàng bãi xịn, bảo hành kỹ thuật 1 tháng.
Quý vị và các bạn quan tâm sản phẩm hãy liên hệ với Tiến Dũng theo một trong hai số điện thoại trên màn hình. Tiến Dũng xin kết thúc video ở đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mình chào tạm biệt.